Hoa Lan xin chào cô chú. Và ngày hôm nay tôi bên đứng hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú mỗi cây vũ nữ đài. Và cái cây này mặt hoa của nó rất là to và hoa rất là dài nha cô chú. Và cái dòng này thì tên của nó là vũ nữ tai thỏ, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn cô chú. Và hiện tại cái dòng vũ nữ tai thỏ này là hàng trồng thuần tại cửa hàng bên con, và con chỉ có đúng nhất là 2 chậu thôi, không có hàng nhiều. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Quang Minh nằm ở phường 4, Tiến Chánh, Tân An, Long An. Và cái mặt hoa được chụp từ ban đêm nha cô chú. Tai thỏ này mặt hoa nó rất là to luôn á. Và đây là vũ nữ tai thỏ mã số 1 nha cô chú. Và cái chậu này con bán ra là 350 cho các cô chú mình về sưu tầm. Và cái bản lá của nó rất là to luôn cô chú. Bản lá nhìn rất là đã nè, lá cực kỳ dày luôn á. Và cái dòng thì hoa có thể dài từ một ít mấy giờ bình thường nha cô chú. Cái này đã tràn chậu rồi nên cô chú mình về thì mình sẽ thay chậu cho nó. Đây là một số mầm rất là đẹp nè. Đây là dòng tai thỏ và đã có tem luôn nha cô chú. Nó có tem hàng đại luôn. Và kích thước từ gốc tới đầu lá hiện tại tỏ mất là gần 30 nha cô chú. Và kích thước bản lá tầm khoảng 5 cm, rất là to, cây rất là lực luôn. Mã số là mã số 1 đầu tiên, đã xuống rễ rất là khỏe cô chú. Và con bán ra với giá tiền là 350 cho các cô chú mình về sưu tầm. Đây là dòng vũ nữ tai thỏ nha cô chú, 350.000. Cây rất là đẹp, bản lá rất là to nha cô chú. Mã số 1, 350. Và đây là chậu mã số 2, thì cái chậu này hướng nó nhỏ một tí nên cửa hàng bên con bán ra các cô chú mình về sưu tầm luôn với giá tiền là 200.000. Và con chỉ có đúng nhất là 2 chậu thôi cho cô chú, không có hàng nhiều đâu. Đây là dòng tai thỏ nè, rễ nó ra phà phà luôn cho cô chú mình về sưu tầm. Cây rất là đẹp nha cô chú. Dòng này là nó rất là dễ hoa nên các cô chú mình thích cái loại này thì mình mua cho mình sưu tầm. Bản lá rất là đẹp nè, lá rất là to. Bản lá trên tầm khoảng 4-5 cm cô chú. Vũ nữ tai thỏ, cây cực kỳ đẹp, đã xuống rễ nha cô chú. Và con bán chậu này với giá tiền là 200.000, mã số 2. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4, Tiến Chánh, Tân An, Long An. Đúng mới nhất 2 chậu nha cô chú. Đây là dòng phụ nữ tai thỏ.